đây các bạn nhìn thấy những trái dưa nha. Đây thăm dưa. Đây là những trái dưa hấu các bạn ơi. Đã gần tới ngày. Đây là những trái dưa hấu sau khi bà con nông dân người ta bỏ công sức ra sáu mười mấy ngày thì gần tới ngày thu hoạch các bạn. Dưa này trồng thu hoạch khoảng 65 ngày. Bây giờ mời cô chú anh chị đến xem về dưa nha. Cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay thì Thanh đang có mặt trên vườn dưa của anh Linh được 55 ngàn tuổi các bạn. Hiện nay thì trong quá trình chăm sóc chuẩn bị thu hoạch, trước khi thu hoạch thì vợ chồng anh Linh cũng tưới nước hàng ngày. Bây giờ mời cô chú và anh chị các bạn đồng hành cùng Thanh để xem cái vườn dưa như thế nào nhé. Đây là những cánh đồng ở phía sau đó các bạn, thì bà con mình ở huyện Mỹ Xuyên đang làm dúa vụ 3 của mùa nắng này. Hiện bây giờ mình thấy những cánh đồng này rất xanh mượt các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy là những cánh đồng này bây giờ rất là tốt nè, xanh tươi rất là tốt. Năm nay thì do cái lượng nhiễm mặn nó ít hơn năm rồi các bạn. Và bây giờ mà các bạn trở lại với dưa hấu của anh Linh 55 ngày tuổi. Còn khoảng một tuần nữa là mình đã bắt đầu thu hoạch. Thì hiện nay thì vợ chồng anh Linh đang có mặt trên ruộng để tưới nước để cho trái dưa nó phát triển tốt các bạn, để chuẩn bị cho đến ngày thu hoạch được có nhiều cái thắng lợi cao hơn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy những trái dưa đang nằm ở trên ruộng này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy những trái dưa rất đẹp mắt luôn nha. Dưa của anh Linh hôm nay thì mình đến đây xem á, thì nó khoảng 2 kg ngoài hết trơn các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy rất là nhiều các bạn. Dưa của anh Linh đến nay thì dây nó cũng vừa vừa, các không có tốt cho lắm, nhưng mà đổi lại là nó cho là nhiều trái các bạn. Và các bạn nhìn thấy những trái dưa này lăn lóc trên ruộng rất là nhiều nha. Rồi, Thanh mời các cô chú anh chị đi từ từ vào những cái clip dưa ở đây xem. Hôm nay thì ngoài này gió rất lớn các bạn ơi, hù hù luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy những trái dưa đó. Trên 2 kg hết trơn nha các bạn. Hôm nay thì dưa trên 2 kg ha. Thì cỡ 2-3 ngày nữa mình sẽ quay trở lại đây để mà chia sẻ cho cô chú anh chị xem tiếp về cái vườn dưa ở nơi đây. Thì Thanh liên tục cập nhật những ngày gần thu hoạch thì mình sẽ đến đây chia sẻ cho những trái dưa cho bà con thấy cái hình ảnh những trái dưa nó phát triển như thế nào và tới ngày thu hoạch luôn. Đó, các bạn nhìn thấy dưa nó rất là lớn luôn nha. Thì năm nay cái vụ dưa năm nay thì do không có ảnh hưởng nước mặn nhiều các bạn, cho nên những cây dưa này nó cũng rất là tốt. Nhưng mà đổi lại thì một số ong với ruồi nó đã chích trái các bạn, thì nó hơi nhiều hơn năm rồi. Rồi năm nay mình thấy cái lượng gió nó về nhiều hơn, gió nó hù hù luôn. Các bạn nhìn thấy nè, cái dưa rất đẹp mắt trên vườn dưa. Thì ở ruộng dưa của anh Linh thì anh Linh đã làm theo cái cách là không có cho cây dây dưa nó tốt, mà chỉ cho phát triển điều gì dài trái thôi các bạn. Cho nên các bạn nhìn thấy những trái dưa ở này thì dây nó không đẹp thiệt, nhưng mà đổi lại trái nó rất là to kìa, rất là đẹp nữa các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy trái dưa rất là đẹp nha. Đây, bây giờ mình đi một clip khác để cho các bạn xem tiếp. Thì ở đây mình thấy clip nào cũng như clip này thôi các bạn, thì mình chia sẻ mà sơ sơ qua cho các bạn xem. Một trong những clip dưa của anh Linh tại Mỹ Xuyên. Thì những người trồng dưa hiện nay thì ra ruộng tưới nước và rất phấn khởi các bạn. Thì mình thấy mà người ta bỏ công ra người ta trồng á, hiện nay thì người ta thấy được cái sản phẩm của người ta trên cái ruộng dưa, vợ chồng anh Linh rất phấn khởi.
cũng vui mừng, nhưng mà chưa tới ngày thu hoạch thì người ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Bởi vậy mình đến đây chia sẻ cho các bạn thấy là cái hình ảnh của vợ chồng người nông dân miền Tây rất là cần cù với công việc đồng áng ở nơi đây và rất chịu nắng chịu mưa để mà chăm sóc được cái ruộng dưa như vậy nha các bạn. Đây, để mình dịch cái này cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy đó, những cái trái dưa nó nằm lăn lóc gần đây đó các bạn. Dưa rất là to nha các bạn. Đó, anh Linh đang tưới nước các bạn. Bên của anh Linh thì không có tưới phân nữa các bạn, chỉ tưới nước thôi. Đó, các bạn nhìn thấy những trái dưa nó nằm ở trên ruộng rất là đẹp mắt luôn nha. Nó nằm cho đều gãy đều trên mảnh ruộng này luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy là trái là trên khoảng 2kg hết rồi đó. Thì cái thời điểm này thì dưa nó cũng cần cái lượng nước để mà nuôi trái đó các bạn. Thì anh tưới là tưới cho nó đậm luôn một ngày một cử, nhưng mà tưới nó hơi nhiều hơn các bạn. Cũng như tưới cho nó thấm đất hơn là tưới sương. Tưới sương thì phải tưới 2 lần. Còn của anh Linh ở này trồng thì anh Linh tưới một ngày một lò cử, nhưng mà tưới là tưới cho nước nó nhiều. Đó, các bạn nhìn thấy là dưa nó nằm rải rác khắp cái mảnh ruộng này luôn các bạn ơi. Ở chỗ này 3 trái 4 trái gì luôn này các bạn. Để mình đi dọc dọc để cho các bạn thấy ruộng dưa nó như thế nào. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy cái dây dưa này. Dọc dọc cho các bạn siêu sâu vào. Thì các bạn, như các bạn cũng nhìn thấy đó, là dưa ở bên của anh Linh thì dây nó không có vừa tốt bằng của người chỗ khác, nhưng mà đổi lại là trái nó rất là to và là đẹp nữa các bạn. Thấy nó trống trống vậy, trái nó rất là nhiều luôn á. Mình đi một dọc ở clip khác cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy chỗ này là anh Linh vừa tưới nước xong các bạn. Mình qua mình trở lại chỗ mấy cái chỗ này mới tưới nước, các bạn thấy nó hơi ướt ướt đó. Thì anh Linh vừa tưới thì Thanh qua này Thanh chia sẻ lại cho các bạn coi chỗ đã tưới nước rồi. Rồi dạ, hai vợ chồng đang tưới nước. Chồng tưới vợ kéo ống các bạn ơi. Thì ở này Thanh cũng thấy là trên cái ruộng dừa chỗ này thì mấy cây cỏ giờ dồi nó cũng rất là nhiều luôn các bạn. Nó chỗ bông rất là đẹp. Trái dừa chỗ này tưới dừa xong rồi các bạn. Mình lại quay cho các bạn thấy cái chỗ tưới dừa xong thì cái lá nó rất là tươi tỉnh lại nha các bạn. Còn cái hồi nãy mình quay bên kia thì lá nó còn hơi khô, nó hơi héo á, do chưa có nước.
bây giờ qua bên đây thì mình quay lại cái chỗ mà anh Linh vừa tưới nước xong, mình quay lại cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy đó, lá nó tươi tươi lại, nó hơi đứng đứng lá lại đó các bạn, không có ủ ủ lá. Đó này, đây là những cây cỏ dò dò nè các bạn, thấy nó rất là nhiều trên cái ruộng. Đó này, thấy một cặp dừa nó nằm cặp với nhau luôn, rất là to. Thì hiện nay nếu mà cô chú anh chị mà các bạn có dịp mà đến thăm vườn dừa của bà con thì trong những ngày này thì nó rất là đẹp mắt, là lý do là những trái dưa hấu nó to to các bạn, nó nằm rải rác đều ở trên cái mảnh ruộng của người ta. Thì mình ra đây mình rất là thích khi thấy những trái dưa của bà con mình trồng nó đã được phát triển rất là tốt, và cũng đến ngày gần đến ngày thu hoạch thì mình cũng xin chúc cho bà con nông dân mình có một vụ mùa bội thu để tiếp tục làm những vụ mùa kế tiếp và những năm sau. Đây là những cái cỏ dò dôi nè các bạn, thì mình thấy trên cái ruộng hiện nay thì cỏ dò dôi nó rất là nhiều luôn, mà cái cỏ này thì cũng làm thuốc được trong thuốc nam đó các bạn, người ta cũng xài nhiều. Và các bạn nhìn thấy những trái dừa này, nó làm rất là nhiều nha. Rồi bây giờ Thanh cũng xin tạm dừng video tại đây và xin chúc cho cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ đã đồng hành cùng Thanh đến ruộng dưa của anh Linh ở Mỹ Xuyên. Và bây giờ Thanh cũng xin bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video sau. Bye bye, hẹn gặp lại.